Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dừa Vlog. Anh em ơi, anh em mình người ta hay nói là vấp ngã chỗ nào thì đứng lên chỗ đấy. Bữa rồi mấy anh em thèm ăn kinh ráp quá, muốn thưởng thức lại mà mua hai lần rồi mà đều cũng cảm giác nó chưa có sự ngon thật sự các bạn ơi. Hôm nay em đẹp ở đâu mà lần này mà thất bại nữa, miễn đừng có chơi kinh ráp nữa. Hôm nay mấy anh em cũng tin nhà nào? Em luôn á. Mấy anh em tin nhà nào? Nếu mà thật sự nếu kinh ráp nó ngon mà chắc bữa nay anh cũng làm chắc lên được ký á. Nói chung là người chủ nói là bao ăn 100% nha. Có chặt đầu em luôn không? Không, cái bao 100% đâu. Thì bây giờ cũng hên xui nha các bạn. Bây giờ mình cứ mấy giờ đối chịu nha. Bây giờ mấy giờ đối chịu thì mình vẫn đưa cái tay ra đây. Nếu mà ngon thì anh em đặt mua còn dở thôi. Bây giờ bữa luôn là có địa chỉ đây, bây giờ mấy giờ đối chịu luôn. Tập trọng coi đi. Thì bây giờ mình không lại rồi. Nhưng mà từ từ mấy giờ đối chịu nha. Hôm nay chắc dễ đồ ngon lắm này. Thấy có chấm xanh. Nhưng mà con này cũng dặn ngộp rồi, em cũng sợ không biết hay xui nha. Thử coi. Thủy cung hải sản mèo đẹp nè. Hả? Cua sao có mà mộ cà không Hiển? Quên, anh nói với anh là nó cắn lộn sao. Đem này Vũ. Cắn lộn sao trong chuồng á. Mà nó mắc một cái càng quá. Quá. Rồi anh kia lần sau có gì không? Có nó không đúng không? Anh giảm anh giá cái mà cái càng rồi anh kia lần sau có gì anh bù sau chứ bây giờ. Dạ quy tiếng ơi. Anh tìm không ra, không thấy lấy con khác ra được. Cái mèo cua nó sao nó chết. Ôi mà. Cái càng. Ôi, cắn nghe. Ngon này. Tôi nghĩ Hiển bữa nay thành công Hiển ơi. Biết từ từ chưa biết đâu. Ủa cứ ngốc mày. Nhưng mà sao con này màu xanh xanh như nghi vậy? Bây giờ ai dám cá 100% là ủa cái bụng này. Đây này, đại miếng chất lượng này. Cái này là ngon nhất. Đúng không? Con cua kỳ ráp cái đây ngon nhất. Ủa gạch này, nhìn ra thấy không? Thấy luôn mày. Bình tĩnh, bình tĩnh. Có gạch có. Thì chất lượng. Hiểu bên này thấy được đây. Chưa, từ từ, chưa tin được đâu. Chưa tin được đấy. Mình cái gì phải kỹ. Mà để bây giờ nếu mà có một chẹp nữa là tôi nấu xong là tôi banh ra mới tin. Ừ. Anh em ơi, hôm nay anh em mình sẽ quay lại cái vòng quay được trước nha. Anh em mình đợt trước mình định chơi vòng quay ăn kinh ráp mà bị thất bại. Hôm nay anh em mình sẽ làm lại vòng quay đó nha. Xem thử hôm nay ai là người may mắn nha. Ai là người hên mà vô ăn được. Biết anh hai bên đây hên không trời? Vô cái bụng của nó mới giá trị vậy nè. Không, phải vô chỗ giải mò. Giải mò. Giải mò là sao? Có giải mò không? Có giải mò là vợ nguyên con về luôn. Ui, có cái đấy nữa hả? Ủa Hiển? Không, cái chỗ này nói là mình sẽ hấp bằng Coca-Cola, nó sẽ hương vị nó thơm ngon hơn. Ai, anh chủ này? Ừ, mình thử đi, mình thử thứ. Mua thơ nhỏ nhỏ mà ông kêu 4 cái máy mà hả? Nhiều cây. Wow, giật 44. Đó, này khủng đấy, này chắc. Nó nhỏ mà sao mà nặng vậy ta? Có vỏ mà em. Hôm nay anh em mình sẽ hấp bằng Coca-Cola nha bạn. Trong đây là Vũ bỏ mấy chai này em? 5 chai. 5 chai Coca-Cola nha bạn. Nhưng mà anh em mình sẽ có khác một xíu nè. Anh em mình sẽ nấu lên để nó sôi đã rồi anh em mình mới hấp nha các bạn. Thôi rồi các bạn, anh em bắt đầu bắt cái ráp lên. Anh em mình sẽ hấp trong vòng 35 phút nha các bạn. Bây giờ anh nhìn lại anh chào nó lần cuối rồi, thấy đẹp quá. Đây dùng dương quá kìa. Đẹp à. Đấy, mày nó lên màu đỏ luôn. Cái người ráp dương quá. Cái người ráp dương quá à? À một tê mà. Một tê mà. Kiếm còn con chặt cổ lắm. Anh em mình phải cắt cái yếm này ra nha bạn, cắt cái bọng đá đi ra mình mới hấp nó mới thơm. Con này là dương quá, kinh ráp dương quá các bạn. Dương quá này, mình có con cua tiết á, là cua lông xài. Con đây hình như là nó bị sức te từ nhỏ hay sao chứ bây giờ tìm không ra cái càng nó. Mà nếu có con chua cua lông nữa thì y bài luôn á, là cua lông cái bữa á. Giờ hướng cua dương quá, wow. 35 phút nha các bạn, đúng 35 phút sau khi Coca Cola đã sôi. Dương quá, chuyển mèo. Chuyển mèo không? Có khi là mình hấp xong nó mặc lại cái càng không ta? Không có đâu. Hấp bằng mặt lại cái càng mới đẳng cấp. Em mới xe hấp chung một con cua lông đó Hiển ơi. Thành cua lông và dương quá. Chú cua bây giờ nằm phía sau nha. Anh em mình tủ lá chuối lại để mình lấp ló mới đẹp nha các bạn. Bây giờ anh em mình lượt chơi đơn giản thôi. Đây là vòng quay anh em mình đây. Trong đây có một cái ô á, là ô ghi là giấy mà. Giấy mà. Có nghĩa là anh em trúng vào đấy là ăn hết luôn. Thí dụ như Vũ quay đầu tiên mà trúng vào đấy thì anh em ngồi chơi luôn. Thử thách luôn ơi. Một ô giấy mà nha các bạn. Đây bên sao Hiển? Bên hai quay qua hay là sao? Bây giờ anh em mình sẽ bế cho nó công đạo đi. Thiên bài đi. Người người nhất xong rồi anh em quay theo chiều kim đồng hồ của người nhất. Tao. Ok. Ờ nhiều ra ít bậy. Ít ra chứ. Ít ra nhiều bậy chứ. Ít ra nhiều bậy. Nhiều ra ít bậy. Anh muốn đẹp hay đẹp? Đẹp đẹp một cái không? Ít ra nhiều bậy. Đẹp đi. 4 2 3. 4 2 3. Đó, vậy. Rồi Vũ. Vũ là tao trạm mà tao hải. Còn cuối cùng. Vũ im ô nào nói luôn Vũ. Vậy mà. Không. Mình phải ô nào cũng được á. Có khi ô vô ô loại. Ừ ô loại. Không chơi vừa bóc tháng nha. Anh em lấy cái tay lên đây. Lấy tay lên em ơi. Ô loại. Qua được. Qua được xíu được. Xíu được. Qua được. Vô. Xíu được. Trẻ không? Con được, con được, con được. Xíu được. Xíu được, Vũ ra gì không? Quay mạnh vậy. Vũ vô ô nào cũng được mà. Giải mà đi.
anh Hải đi quay hết chưa vậy cái giải mờ anh Hải xỉu á ấy trời ấy trời hôm qua câu giải mờ rồi lôi lôi trời ơi anh em mình chia phần luôn đi các bạn ơi. Wow, wow nó đẹp luôn. Không, con cua này con này quá chất lượng luôn à. Không còn chỗ đó nữa. Hiện nãy tôi mới set up có phần gạch nữa nha. Ai qua vô gạch là lụm luôn cái tô gạch đó nha. Wow, gạch chứ. Wow, quá trời gạch. Con cua này không không làm anh em thất vọng mày. Không hiểu mày đây. Mày có vàng không? Có gạch luôn. Có đem đây luôn. Thịt thịt đây. Còn cái yếm nữa không? Yếm đây. Yếm đây. Yếm em thư giữ nữa. Anh nào vô cái yếm nữa. Không hiểu mà không tìm tòi cái chỗ đây ở đâu mà chất lượng em. Do anh em mình nhiều lần xui phải có một ngàn thêm cho em. Chứ anh cũng đâu biết chỗ đây ngon đâu. À, không, nghĩa là bữa xe mình set up cái chỗ đây mua đồ hàng. Lần sau anh đặt mỗi đêm một con chơi cho đã luôn. Có không? Có không? Có anh em mượn con nào 1 ký thôi chứ. Cái con có tầm trung bình thôi. King Grab mà cái em có. Không có. 2 ký rồi vậy, 2 ký mấy. Vua đầu bếp King Grab nha các bạn. Anh em ủng hộ bằng cách là like ủng hộ mình để mình có kinh phí mình làm nha các bạn. Hiển coi cái yếm ra nè Hiển. Review. Wow. Im nó cũng im để đi cái tô luôn. Im cái con nước. Im bỏ trong cái tô luôn. Cho tô vô. Cái im wow. Dữ dằn lắm á. Cái im đó vô ngon hơn cái mình á chứ. Nó có cái chất gì dữ hay vậy ta. Rồi. Ôi. Wow. Cái im của cái mình. Wow. Cái im ăn hết luôn rồi chứ không giỡn đâu. Ui, cái mình bị ghê trời ơi. Wow, mình thịt quá trời luôn luôn. Wow, quá trời. Quá trời thịt. Chắc không? Chắc. Wow, quá trời chắc luôn. Hay nó anh em hay bữa nay gặp nhau. Wow, nhớ. Con này đúng là con cua hoàng đế dương quá này Hiển. Này nó bị lâu rồi chứ đâu phải là mới bị đâu mà kêu rớt mất tiền. Nó bị cái thời nó quen cua lông nè. Mà anh chủ nó trước mà. Hầu dương quá với anh về dọn dọn cho mình. Đây, đây. chặt rớt cái tay luôn. Dở thôi nói nhiều em. Thôi mình làm trước. Tôi mà dọn chi mình. Ê, hấp gạch uống này. Ê, con cua này nó mất cái càng từ thời năm nào rồi. Anh chủ quán tìm hoài không ra. Cua nó ngọt cho nè. Ngọt không? Đầu à tinh tung tinh hả? Vũ tinh không? Không. Đỏ trên Hiển. Ồ, sướng. Bây giờ là cuộc chơi đây ai hên ấy hưởng đâu chứ bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra các bạn. Anh biết ăn. Ăn cua rồi. Vũ ăn giùm cho. Chảy cho. Wow! Quá nhiều quá đẹp luôn. Đẹp tích luôn à. Con cua đây chất lượng. Phải cả đó. Chất lượng hơn cua đợt trước hôm qua. Mới đây nha. Vô cái mình liền rồi đây. Con cua đây quá chất lượng luôn Vũ ơi. Rồi đỏ. Sao vô. Ôi cái vị nó ngọt thanh lắm. Chịu không nổi luôn á. Em mua về làm muốn riêu đi. Thôi để ăn xem rồi từ từ em phát biểu sao. Giết tôi không cạn ơi. Không từ từ tới quận hết được hết mà. Lần sau ừ, anh, là cái chỗ anh thấy chỗ đây cua ngon là lần sau anh sẽ làm 4 con cho anh em chơi trận chiến King Grab. Phải không? Trận đó mới căng. Chắc thấy quá. Ồ. Chắc mình nghĩ cái mình nó không có thiệt bao nhiêu chứ mình. Nhưng mà với điều kiện là bữa nay phải có một người loại mới chơi trận chiến được nha. Hôm nay có một người vô mà loại. Vậy mới tức đi. Tao để tôi hy sinh tôi loại vô. Sao không để nó vô. Ná vô hai lần đó. Nó ná vô hai lần. Phải có một người loại chưa được ăn King Grab thì mình mới làm được. Nó ngọt sao mà ngọt thanh sao nó khó tảo anh nè. Để tôi để tôi không để mang sao cái chuẩn bị tới anh là. Hy sinh cũng y vậy mà. Hên xui mà sao không? Không biết được mà hy sinh. Quay là hên xui mà. Chút nữa dưới lấy TR. Tháng này. Tháng lại chứ. Rồi, chấm phát đi mời anh em nha. Wow, cảm ơn. Mời anh em nha. Wow, ăn. Vũ nhậm đầu trật mắt mà. Mắt cơ. Hà này xém như vô loại luôn á. Wow, trái khế chạy lên thì xuống đây. Để các cái tài thẹo dương quá thứ ra sao không bà? Thôi ăn đến đi mà. Để giết anh em sao? Giết anh em sao? Từ từ anh em mà còn nhiều mà. Từ wow, từ ngon wow đã quá mà vẫn đạt thịt mà. Đạt thịt luôn. Đầy luôn, nó có chúng là thiếu mà. Má đêm về là biết hàng xịn rồi. Nào, xịn nào. Ừ. Anh Hải cứ bình tĩnh đây anh Hải ơi. Từ từ. Cảm giác sao? Anh Hải cảm giác sao? Nói chung là mà nó cũng đang yếu trong người đây mà nó vô được cái mình hay là. Tôi nghĩ là chỉ loại thôi, không chạy nè. Thằng toàn dữ thế nó thò tay dưới thắng cho mạnh nghe. Xỉu luôn. Anh Hải xỉu luôn nha. Bây giờ cho thằng ăn hết. Sao cũng qua cái mình nó nhiều thịt dưới ta. Quá nhiều thịt các bạn. Wow. Đạt thịt luôn mà. Con này giá đầy đây. Chất lượng đấy. Con này ông Hiển 9.9 nha. Ông tiết lộ con cua đang mua bây giờ bao nhiêu tiền không? Con này thì 9.5 một ký á. Dạ. Nó bị ngọt. Wow. Rỉ hơn. Qua sao rỉ vậy? Ở bữa mua bên kia 1.150.000 mà. Tùy chỗ em. Wow. Gió ăn được mè. Gái đầu luôn á, không biết nói gì luôn. Đầu không có tép sẽ bứt ta. Bứt rất trong ngừ. Vũ yếu dữ không? Vũ quay vô mà lõi không à. Thơm chứ. Hay chưa? Vâng, còn thịt chứ thơm ra này. Thơm. Ai cho thử? Đem nó ra sao đem, trong cho thấy cho anh em biết không? Em mùi vị. Em nhầy đổ tháo về, đám cưới đám giỗ ai dám dẫn đi thôi. Sao khó diễn tả quá Hiển ơi. Ấy là nó ngon như thế nào? Ngon mà con trước hấp được 3 năm. Con này nó 90% rượu vang chứ 80% thôi. À. Nó hơn một bậc.
Ok. Rồi. Làm hết luôn hả? Làm hết chứ để cho ai nữa? Ăn dơ dơ chút đi. Thôi cho anh em mình quay nữa được làm có hết, anh em mình điều hết mà. Lỡ vô chữ loại sao? À, em xin trước cho. Để từ từ cho mình thưởng thức nha bạn, gấp quá. Đúng rồi, ăn mà thưởng thức. Anh em chịu khó coi. Ồ cái bệnh ư nó lai qua của tôi lai. Ồ nó sướng. Mong sao? Ông thấy con cua hấp của ca nó ngon không? Thôi không nói nữa, để em nữa. Wow. Sướng. Anh Hải ơi. Wow. Miếng thịt nó đông đưa. Giờ tôi phải chờ tới ông Toàn nữa, tới chú Hải nữa. Đâu rồi tôi... hai cuộc đo tắng nữa. Chứ sao mà tôi... Mấy nay tôi út rồi tôi chờ phải ba người rồi tôi không sợ. Biết quan trọng nó có vô được cái hông này chứ không nói gì. Ngay cuộc đây cũng phải có người loại nào. Phải vô chữ loại. Xếp bây giờ nha, bây giờ ai quay loại là... Ai quay vô chữ loại là thay vô... quay để Hiển vô nó chạy chứ đúng không được không đấy không đấy không anh em thấy không ai loại là tôi lấy vô rồi làm camera bên em làm cúc cuối nha đó loại rồi ngầu chi chặt chỗ nhưng mà nếu có một người loại lần sau sẽ mua 4 con kia ráp luôn đâu ok chụp bây giờ trong loại ha anh vô chút mà hết chưa thấy đâu ồ đỡ lắm anh ơi cảm giác nó phê lắm bây giờ tao mà đèn quá em anh Hải chắc loại ní chở đèn ra dùm vô cao ừ thả tay lên Mai cua. Là phần của anh Hải anh em. Sau đó anh Hải cũng còn chút xíu trong đề nữa. Anh Hải cũng hay đó. Hên nhớ chứ mai qua lượt rồi. Hai giờ con cua nó đủ chắc vị ngon cái đây. Anh thấy nó ngon. Cái đang được mà. Được mà. Anh cà thấy anh làm chút gạch trước còn gạch ăn nữa. Còn sót trong đây. Anh làm luôn để tranh thủ. Anh Hải ơi, muối nè. Anh Hải được cái đấy làm mũ bảo hiểm á anh Hải. Wow. Chấm đây nè. Wow, nó về đó. Cái đấy gạch trong đây. Anh mời mấy anh em ăn. Anh Hải lấy cái loại mặt đáy luôn. Được hôm nay buổi sướng. Ủa cái đây cũng ngon hả? Sướng. Đây một phần con cua mà nó sực sực mà nó bé bé phải không? Cua nguyên cái màng già. Nó bé nè, rồi nó ngọt, nó thơm nữa. Cua nó ngon nhá. Sáng bóp cứng cứng là nghi nghi. Nãy cái mình thì ngon mà cái này ngon. Cái này bé hơn mình. Mình em nó khỏi nó luôn. Cái thịt cái mình nó ngọt. Quá. Không bỏ gì lụm nữa. Lụm ra thấu. Anh hai bỏ vô em lụm thảo này á. Bỏ vô. Bỏ vô. Chưa quá. Đáng chứ này. Chưa bỏ luôn. Đáng chứ này. Ồ, cái mai không? Nhiều chứ. Có đồ ăn nhiều ghê không? Ăn sạch luôn hả? À? Nhiều quá chứ mấy đồng. Này lấy cái này đợi về đừng cơm ăn. Đây, mình về mình phơi cái đây mình cho treo nó cũng đẹp hết chứ ta. Đẹp nhà hả? Nói nói với anh em là con King Crab gì là mình chưa động tới được cái mai đây. Là cái mai đây ăn là cái thịt đây tưởng tượng... Ăn như của làng ấy. Béo mà thơm. Ăn như của mì. Không, để coi cái độ thơm nó... Xin nó khoai sao thơm? Không, cái mùi thơm á. Ăn cua. Thơm mùi gì? Thôi sữa. Hồi xưa thôi rơi nói thơm em mentor một chiều hấp lên lớp luôn Messi chứ Messi em nói đâu nhưng Messi, mà nói hấp nó không chạy mà Messi nước Messi anh hai tôi nghĩ là anh hai anh ghiền Messi là vô biết sao cái chân đá banh của anh y như Messi luôn đi ngang ấy không có đi thẳng em vô muối vô rồi rồi thôi hả bây giờ em kêu có loại cũng được giờ loại có không chưa đâu còn gì tham lam này chưa đâu còn anh hai luôn ấy đem giúp em cái tem dính sẹo. Cái hậu có. Cái này là cho dễ em. King Crab nó ngon. Đẩy vô đẹp. Mặt đỡ đỡ lên. Đâu. Đây là cho má niềm thưởng thức chút đi chuẩn bị tôi quay vô giấy mờ. Chứ ai vô giấy mờ liền xỉu luôn á. Khó anh à. Tao để đây anh. Khó. Con mắt nó ăn được. Ngon đầu nó. Ê cái đâu. Cậu cạo cái gạch thôi còn cái con mắt nó bỏ đi. Này, ngon không? Ăn dữ dữ đây con kiến nó đu nữa nè. Cái chỗ đây là cái bao tử nó đừng đừng ăn nữa nha. Lén á. Bỏ vô. Anh này em thấy em cũng hai đằng đàn mà không biết hay không biết. Sao đâu chung quá. Đây nè, vô tay lên đây. Anh này em vô tay lên. À, sao qua đây hả? Vô. Chứ anh còn chưa nữa. Muốn đi ra sao à? Đồng đàn dễ loại lắm nè các bạn ơi. Ở đây luôn nha. Cái gì đây, con gì đây, con gì ra đây. Minh. Qua lượt. Chăng. Chăng. Qua lượt. Toàn, cái chú ăn xe là Toàn. Vô.
lúc nãy anh dậy còn một cái chiêu nữa. Tá lực tôi dãy mò nha. Dãy mò đi. Con ô dãy mò lại thấy các bạn. Gì vậy? Chân quá rồi. Để không? Quá sao quýt tôi. Quá. Sao nhường cho anh em mình anh hai? Đâu. Anh em mình thắng luôn nè. Yeah. Wow, dãy mò đi đồng ơi. Nhường toàn với anh Vũ nó nhường cho anh em mình già ha. Vũ toàn kỳ đó. Đi đâu vô? Đâu hàng. Không. Nếu bây giờ loại tôi cố được cái nửa cái mình rồi tôi ra gặp nó quay cho Hiển vô quay xì luôn á. Tôi biết nó hên là đi vô đâu. Hay là vô thôi. Này. Qua lượt lỗi. Lỗi. Mày hả bự? Lỗi. Mày hả bự? Em nói là em không, cái được bốn con cua lấy xe được bốn con cua. Bữa xe mình được bốn con cua. Lần xe mình có bốn con cua. Ok. Mày là có người loại là bữa xe mình có bốn con cua. Đó. Đúng không? Lần sau mình sẽ mua bốn con kia ráp cho anh em làm vua đầu bếp ráp nha các bạn. Bây giờ mình thế trọng nha. À, hồi nãy mình hứa anh em nếu có một người loại thì lần sau mình sẽ làm bốn con kia ráp mà nhỏ nhỏ tầm 2 kg thôi để đem vua đầu bếp nha. Vô. Coi chứ rủ nhau ra loại. Loại thấy được của ai hả? Vậy mà. Loại hết cho má. Ủa sao dễ vô loại á? Bốn ô loại lần nha. Này đúng rồi chứ nó thì dịu em. Rào đây. Chưa không có loại được đâu. Chăng. Càng. Càng. Chưa. Không, có một cái càng thôi nha các bạn. Một cái bàn càng á. Một càng ơi. Điển hình chưa? Wow. Điển quá luôn các bạn. No. Ơ có một cái càng. Có một cái càng. Wow, hiển quá hay luôn các bạn. Đẹp tuyệt luôn mà. Ôi. Nó càng luôn anh em. Quá đã luôn á. Anh em ơi, sẵn bà cô hay bà sát nhà này, bà con chú vườn này mình cho bà cô cả đi, cái này mình ăn hoài mà. Cô. Ăn. Cô cầm đi, cô vô cho chú cô ăn cho biết. Chú không có. Cô chú không có. Cầm con đi. Cầm cho vui mà. Thím cầm đi, thím. Cô cầm để ngại vậy. Đấy, thím nữa. Cô đem nhà đi. Cô dùng thử tại chỗ luôn. Cô dùng thử ngon không? Cô hình như cô có ngại không? Nếu bà ngại bà dùng bình thường. Mũi đâu? Mũi đâu? Lấy nó cho cô. Lấy nó cho này cô. Cô dùng thử con gỡ từ từ cho cô ăn. Con cua bé ruộng á. Tại hầu cô hầu giờ chưa ấy mà mới nè. Cô kéo mình dứt luôn. Mời anh em luôn nha. Cô hầu giờ làm sao mà thấy được con cua đây cô. Thử ngon cô. Mời cô nha. Đây cô cầm đây. Con gỡ cho cô ăn từng bộ phận. Nó ngọt. Đây cô con cua bé ruộng á. Đây cô. Bé ruộng á. Ui, đây cái càng. Sao cô? Nghĩ là nó ngọt nhất trong con cua đâu. Cô cảm nhận hay sao cô? Thích ngọt nhất trong con cua. Ngon cô. Chiều cô mua một con về cô kho ăn con đi. Rồi mày. Cua có 15 ngàn con. 15 ngàn ký. 40 ngàn. Trời ơi nó chắc thịt chùa ơi chú ơi. Đây con. Rồi cô thảo này được con. Ủa, cô, cái cô dùng đây đi. Không. Ôi trời ơi. Con ăn này. Không. Cô dùng đi. Lúc con ăn hoài mà. Lúc con bị thua lúc được con. Đúng cô. Tao chứ mà 8 rượu. Cô đi lên nè coi mà. Lên. Cô cầm cho. Mời anh em ăn. Ủa cái nhìn anh này. Sao cô? Sao thịt đâu này các bạn? Sao vô đầu vô cái cà? Sao thịt chát thịt cho cô ha. Sao con cầm vô cô ăn từ từ đi. Đã cô. Ê như cua đồng mình hả cô ha? Cô ăn đi con gỡ cho. Cô đây nó khó gỡ đấy. Con gỡ cho cô cho. Để cô ăn từ từ miếng ngon. Y như cua đồng mình hả? Cô ghẹm luôn. Cầm nó ghẹm luôn miếng ngon. Đó. Con này là cua King Crab cô ơi. Cua ở bên nước ngoài cô. Mua nước ngoài á. Thôi chứ nó ngọt đã. Đây là chồng của cô là bữa làm cho anh em mình cái bếp lò ở như Hòn Cầm mình nấu ở nhà các bạn. Cầm vô. Cô kêu mấy chục nào bánh chưng rồi nè, cô mới ăn được con cua đây. Được rồi con, con này ăn cũng được rồi con ha. Năm mười mấy năm. Cô biết tạm tạm rồi. Cô con này con này. Con 53 tuổi rồi. Năm mẹ nào bánh chưng. Cô bữa nào cô mua con cho chú ăn. Đại gia. Dấu cầm cái vỏ cho cô đi Dũng. Đây cô. Ấy quay từ 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 là hết rồi, cái hết rồi Dũng ơi. Cầm chạm bỏ cái kia vô bây giờ. Cô gỡ từ từ coi. Một cái càng cũng muốn non mất đó. Ngon mấy. Đâu. Đâu mà hiến luôn. Cô ăn thoải mái không? Hên gì đâu. Hả? Sao này? Hên gì đâu, anh cũng máu được cái mai rồi mà. Nó đây. Ngon mà nể nó ít quá. Đâu, em được một phần hai cái mình rồi, ăn được cái mai ngon rồi. Cái mấy miếng ngon cực muối nè. Vậy cô cảm nhận thực sự là cái hương vị nó sao cô? Ngọt không hay cô? Chắc cái con. Cua càng chắc không? Một mình cô khả năng ăn hết một con cua này không cô? Cua gần 5 kg cô. Dạ. Cô gần 5 kg. Cô Hiển, ăn từng nãy có sao không? Sao tôi thấy nó hơi trúng độc sao nó khó chịu người này. Cô ăn đi. Còn cô. Còn cô. Nó giỡn chạy vậy. Đây là mới một cái càng hả cô? Mới một cái càng của nó thôi á. Con cua gần 5 kg đâu mà. Ăn đây mà mùng ngừ ăn xéo. Mấy đang ăn rồi nãy. Ăn là nó bị đi ở đầu. Giỡn con ăn hoài mà, cô ăn đi. Luôn ăn miết mà. Sướng. Hên quá. Cầm đi. Con lấy cái này ra cho. Ngó kia chú bà đi theo bà lũ bà chắc mập luôn. Chú này à. Chú không theo con lũ con không đảo đâu, lũ con đi tập lum mà. Em ơi, con cua này con cua thật sự là nó quá chắc. Nó chắc thiệt nha. Và chất lượng cái độ ngọt nó đã lắm.
Nhưng mà cái càng nó mình nghĩ nó sẽ không ngọt bằng cái chân. Cái tại vì cái càng cái thịt nó chắc quá, nó cứng quá. Còn cái bia nó sẽ ngọt hơn. Anh cái bia dưới đây. Ở đây ở Sài Gòn mới có mua lộ diêu. Ở bên lộ diêu mình đây ở nước ngoài nó gửi về con. Chứ không phải bên biển lộ diêu đâu. Dạ con. Con chấm này. Đây. Bà cô bà kêu cua mua bên lộ diêu. Cứ mua biển ở vợ mình. Mua đẹp ở Sài Gòn nước ngoài nhập về con. Dữ vậy. Không, Hiển. Cái càng nó đẹp thiệt nhưng mà khở này nó ngon hơn bằng cái quy đâu. Không bằng chân á, cái chân nó ngọt hơn. Cái chân nó nước nhiều hơn. Ủa sao nãy mình sẽ nó cái chân nhiều quá mà sao quay nó không vô cái chân được ta? Giữ đây, giữ đây. Ủa cái gì vậy? Nó phải chú ra rồi. Anh hai cũng hình dẫn giá hay như kiểu bữa nha các bạn. Mà coi tống lốc nước không phải đâu, đâu đâu dây nước đâu. Quay quay quay. Không dây nước. Không dây nước thì im. Im. Trời ơi. Vô con cua quý luôn. Đây là cái quý nhất con cua rầu. Anh hai. Quá quá đổ, anh quá đổ luôn. Anh hai. Cái gạch hả? Im. Ngồi để xử luôn đi. Thôi thôi ngồi để xử luôn. Ăn nhiều quá say anh ơi. Ờ xe nữa chứ chú. Wow. Ồ cái im quá đẹp anh hai ơi. Tắt rồi. Ồ, vô cái im. Qua qua vô anh. Ồ, gạch ơi. Bao gạch luôn rồi. Quá. Camera. Trời ơi, cái này anh hai ăn hết say có chứ dưỡng đâu nghe. Ồ, đây nhiều quá mà hào hào chai nữa im nha. Không chai luôn nhưng sao nữa được. Quá. Wow. Nước này nè. Đào lấy muỗng múc anh hai. Quá. Wow. Chết. Muối không, muối không? Trưa nay anh hai anh say đâu. Ờ, mà bánh em ăn, mà dở quá. Ồ, nguyên cái bù gạch luôn. Không biết nó cảm giác là sao nghe. Bữa trước mình ăn con kia mà lâu quá mình quên mất à. Mình quên mất cái vị nó mất ha. Sao này? Trời ơi, nó béo chứ. Nó mặn không? Nó mặn mặn mà nó béo. Chú cào wow. Thấy luôn. Nguyên nguyên bụng này. Đổ ra cái tô luôn này. Ê nhưng mà sao cái chỗ cái ím nó khác rồi cái gạch nó khác nữa ta? Đổ ra tô luôn. Hả? Chắc cái kiểu anh nghĩ anh hết bao nhiêu đây chắc nó béo nó béo. Cào luôn này. Ngàn mà một ký thịt ba chỉ quá. Wow. Nước nhiều ghê không? Đầu khi anh nhai mấy kia nó cũng được anh hai. Thấy nó mềm 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 á. Cái gạch thôi, cái kia đây để lại đi. Cái kia để lại đi. Có thịt luôn với gạch gì? Ăn nhiều anh say á. Thôi mà để cho ông xe luôn. Ủa nãy anh hái ăn cái gì ta? Cái mai. Cái mai bạn có gạch không? Cái mai bạn có gạch mà. Anh đang ở trên người, giờ anh đang ở dưới nữa nha. Nhiều quá mày. Quá ừ, nửa đâu luôn. Cái đây. Cào ra hết luôn chú. Là chú làm phát được luôn chú rầu. Cào ra đây. Rồi anh hai cái đây em coi nè. Cái đấy bổ chưa? Còn, để bổ chưa? Còn lắm đền đây nè. Uống uống banh ra mới được. Rồi cái đây bỏ chưa? Thảo cái đó đầu á, xem á. Xem nào. Xem nào. Ông để đây đi. Để xí nữa mình tính xem. Wow, thảo đi rồi. Wow, quy một tô nữa thiệt. Wow, Vũ. Im nè. Anh hai làm nhanh lên hai chứ Vũ nó chịu hết não rồi. Vũ từng nãy nó xui quá đâu mà. Nếu như anh nghĩ là một tô nữa. Một mình thử thách ăn khả năng không hết cùng cô kia đám này. Tại vì cái gạch dưới cái đây là quá nhiều. Cho cái bụng nó Vũ. Làm con này nó có bụng cục đây tới ra thế mà sao từ từ để rồi quy tới chứ em biểu ăn nhanh làm sao được. Ăn xe có. Anh cứ từ từ đi. Ồ, mà anh em ha. Ăn xe một cái xe rượu luôn ấy. Nó xe dầu cái như xe rượu luôn cái luôn á. Nó giống y kỹ không? Cái thịt chiều nãy nó giống y không? Mẹ không? Cái này là ngon hơn cái kia. Nhưng cái mai á, ngon cái mai. Ngon hơn cái mai nó hơi bùi mà ở đây nó trúng ngọt ngọt béo béo. Dâu kèo. Anh Hải giờ anh kêu có loại cũng được. Không, giờ loại không? Chưa. Ủa? Ủa? Thì tham lai với này. Ai muốn gần thấy con cua đâu. Anh ra một nước này nó hơi mặn mặn. Nhưng mà nó ngon không? Nó mặn mặn được không? Ngọt. Ngọt. Wow. Cái tiết nó chỗ đây không ta? Không, cái đây cái bụng gạch chứ gạch nó mà. Còn cái tiết nó trong cái chân má thấy người làm cái canh nó cái chân nó. Không không để thời gian anh em giờ lâu nha. Vũ à. Một tô lận anh em, ghê thiệt cái nước gạch không ạ. Một tô gạch em ơi. Con cua kia đáp nó cái ím là ngon. Đúng nó mắc cái đấy là uống điểm báo gì đây mà cứ cho ăn đồ ngon không à. Vũ chưa ăn miếng nào phải không? Tôi cũng chưa ăn miếng nào. Đã. Húp cái sâu cái này. Ăn vô hết cả húp nước nha. Ngon quá. Húp luôn. Mà dữ không? Không mạnh anh hai ơi, chết đó. Anh cứ giết toàn với Vũ không? Làm nhân chị. Thì như bánh bà lăng. Không ai làm như ăn bánh bà lăng. Dũng cái độ sực sực nó vô như cái đông xương Mà ngon không? Ngon. Cái đồ ngọt nó phân biệt như thế nào ta? Làm sao mình để mình biết nữa. Bình luận cho khán giả biết được có gì không? Ra anh lấy đơn gà. Trứng gà mà xốp xốp mà bỏ thêm ba cái đồ ngon nữa vô cũng mệt. Để sao quyền ráp sao gái như trứng gà. Đó là cái nước á, cái nước gà mình chưng đồ mình bỏ vô mấy cái thịt nó các kiểu vô. Trời ơi. Con mệt cái nước được. Nghĩ sao cái tô đấy cái con cua anh em triệu cái tô đấy mất 3 triệu. Đi cái đầu dưới. Nè này nó tô với trứng gà bỏ với cái gì vô nữa trời. Chắc mà chắc lên kia rồi á. Anh Hải bữa sau làm kinh ráp này Hải định làm món gì anh tiết lộ được không? Chúng mình luôn. Wow, húp sướng rồi đó. Đó này. Đầu gần hết rồi quạt, còn xíu nữa. Ngon. Ngon lắm đi. Nhưng mà đây là bây giờ mình thử thách này ăn hết cua luôn ta. Nhưng mà cái độ béo này nếu mà người mãi ái húp cái tô này cũng hơi ớn á. Lăn đầu ấy, yếu này nghĩ là không nổi đâu. Mấy chị em phụ nữ mà nhỏ nghĩ húp cái này là sức chịu nổi đâu. Nó nhức đầu liền á. Wow,
nó dưới gạch tôm hùm nó khác chỗ nào anh hai? Nó như dưới gạch tôm hùm anh so sánh được không? Cái gạch con tôm con này thấy ngon tôm hùm chưa? Anh gạch tôm hùm mới được bữa anh đụng chút xíu à, đâu có cái mùi la nắng mèn đây. À. Nó vừa thôi mà đây có chút tiêu nữa. Rước lên hấp thử. Ớt thôi. Còn bây giờ mình loại cái đó thôi chứ. Tối rồi quá đen. Đâu đâu. Đường nào nó có vô chăng. Quá. Chăng. Càng thế càng. Qua lượt. Thế càng thế mà. Qua lượt con này dương quá mà nó có một càng mà. Cái lạ đó. Đồ trong đen dữ luôn con. Nãy. Ok anh em mình mấy anh em mình thấy luôn. Có một cái càng luôn. Qua luôn. Không, tới lượt tôi. Dữ luôn. Vô được vô yếm hết dịch mẹ luôn. Yếm. Cả gì đây? Qua lượt gạch. Gạch đó. Thấy mẹ đâu? Gạch đâu nữa? Gạch con. Con. À, chết. Gạch con cái tô. Xô ra mình cũng hèn chứ, một bên là loại, một bên là qua lượt. Mà vô chính giữa cái gạch nó ngon hơn. Ngon giá trị á. Tao phải phò một chút muối chanh vô đây nè. Không đều luôn ấy. Quậy đều. Mà má đều nha. Con nó mặn ra sang má. Mà chú Hải nha. Được má. Má thằng đen nha. Ây, giá trị á. Bộ không. Ông Hiển người ghiền cái này nhất nè. Bộ không. Bộ cũng cua mà gạch quá trời luôn. Mà má đều nha. Ông bưng tôm hấp luôn vô. Một người một con cua đấy ăn cũng căng á, em giỡn nào. Thôi đi. Mình ăn từ từ mình cảm nhận. Đúng rồi, ăn từ nó ngon. Vậy cứ cái đâu vậy? Ủa dây gì đâu cái chả. Chị. Nó dẻo. Cái màng đó. Nó béo. Nó béo mà cái gạch nó thơm không? Nó thơm mùi cua nha. Ừ, chứ không. Cái thơm mùi cá. Ừ, làm giống chì đậu dán với tần. Ngon. Cầm hút cái sọt luôn, cho khỏi dính dây. Ăn này bổ lắm á giờ nào. Tao chỉ chắc lượng cái đạm nhiều. Wow. Cái gạch đây mà. Sao thôi? Sao tôi xui dữ trời. Cái đồ ngon là cái toàn không vô được hay chứ. Qua nguyên ngày này nó không có miếng nào luôn á. Tự vô cái cài cái bắt cái này. Hai anh em mình khả năng siêu quay là vô dãy mà là mình ăn hết cua lần là toàn loại luôn là không ăn miếng nào luôn á. Vô dãy mà là lắm luôn ấy. Ừ, đúng hết luôn. Rồi thấy đâu. Nó béo lần luôn á. Đã không? Sao nhanh vậy? Đã không? Ăn nhanh vậy? Quá đỏ luôn. Mà con không biết nãy kia vừa béo mà nó vừa thun, không. Nó vừa xu xa. Xem cái chất lượng này. Con ăn cỡ giờ là được rồi. Với chú nãy chú ăn nhiều quá coi. Thờ tôi tới rồi đấy. Mình vô ô dãy mà thì Vũ nó hết cơ hội tới thờ luôn à. Dãy ba lượm luôn không? Vậy mà ăn hết luôn. Quan trọng tạo cho idol toàn này chứ toàn chưa có gì hết mà. Sao đâu mà... Anh nghĩ một người ăn không hết con cua đấy. Nếu như anh ăn không hết. May đâu. Anh ăn không hết con cua. Ủa có dãy mà không rồi? Dãy mà. Dãy mà đâu? Đâu, chết đâu. Dãy mà đâu toàn ơi. Toàn ơi là toàn. Toàn ơi. Trời ơi. Ủa tụi dãy mà. Trời ơi. Hết im rồi. Toàn đang rung luôn mà. Dãy mà đây. À, anh hai cái giá hoài đâu. Giá có tôm nước, tôm bánh đâu nghe. Không, ý là nói vậy chứ đâu mà giá nó khác giá mình chơi bự. Giá bự. Điên đầu dữ không? Giá vô giá bự. Qua lượt rồi. Cái gì nữa? Không được, anh vừa cái loại đầu. Có loại đâu? Mình một phần hai mình. Qua lượt. Qua lượt. Toàn cái chăng anh em hai cái mình kỳ. Tao ai đâu có cơ hậu. Anh em hai cái mà không được ăn luôn không? Chăng luôn. Bây giờ càng ngày càng thưa cơ hậu đúng này. Thưa cơ hậu rồi. Rồi. Vậy mà. Rồi. Chăng. Mai. Qua lượt. Gạch. Gạch cũng bố đâu. Gạch cũng bố không. Toàn đen tiêu rồi. Sao thôi. Vũ. Giúp Vũ. Sao khó dữ vậy mà. Thôi, phải dài luôn. Ai loại ra cầm nó quay xong, tạm con quay tiếp. Ủa, bốn chứ loại lần á. Bốn chứ loại phải không? Ủa sao kẻ khai ra trời. Trời, bình tĩnh. Vô, cái đồ bếp. Ôi. Chân càng, loại chân càng. Gạch. Gạch. Càng. Càng. Má cua. Quá. Càng. Rồi, đã rồi. Thấy hiểm, vô hiểm. Còn mấy chân với gì nữa ta? Còn mấy chân với mình. Chân với mình. Chân với mình phải không? Chân với nhiều không? Chân với nhiều chứ chân lắm. Là sao nó vô được chân ta? Chân lũ khủng mà ta. Vô lý hàng. Đấy, có chân rồi, có chân rồi. Có chân rồi, có chân rồi hiểm. Chân rồi. Có chân rồi. Có chân rồi. Vậy mà. Khu anh em xem mà cái. Cái số nó cũng lửa đỏ cái chân nha bạn. Ôi, cái chân nghe nói là ngọt lắm đây. Mời em ăn. Còn cánh dài mà dài. Cầm giùm em cái nè. Có dài luôn.
con cua này nó chắc quá, cái càng nó vẫn cái chân này nó vẫn thì nó vẫn còn chắc luôn này, nó không có bụng này. Toàn ai đâu. Ngon lắm. Cái nước nó ra nhiều hơn cái càng ngon. Còn tầng ná khơi cho Hiển có lụm mấy này chưa? Không, mình chơi phải uy tín, chơi phải uy tín. Không, nói chung là con cua đây là bao ngon, không có gì mà không ngon cả. Không chê. Không chê nghe các bạn. Cái vỏ mới chê thì được. Cái gì cũng ngon. Chỗ đây được á, bữa nào mình liên hệ mình mua tiếp. Cái này em bỏ rồi á. Ủa, sao rồi? Sao rồi cái chân dài kia ta? Còn ủa, nước ngọt quá chứ. Rồi làm luôn, trời, em từng nãy chưa đỏ. Rồi em á. Bỏ rồi mà. Bỏ rồi, có gì chứ. Bỏ rồi nè. Sao rồi cái chân con cua nó nhiều thịt ghê không hả? Quá nhiều. Chân quá rồi thịt. Cái chân con cua nước nó nhiều hơn cái càng nha. Cái nước nó ngọt lắm, nước nó ngọt chân á. Chấm cái nước cái muối nè. Nó hợp vị lắm các bạn ơi. Đã. Nhưng mà mình nghĩ cái càng chân không ngon bằng cái gạch. Như cái ý mà hả? Cái gạch em nó ngon nhưng mà sợ nó độ nhiều nó béo. Ví dụ ít ngừng chút. Không, cái gạch là nó béo không? Béo quá. Cảm ơn Toàn nha. Béo mà nó ngọt mà nó thơm. Nói chung là nếu mình không thể nào mà ăn hết được một con kiên ráp đây. Nếu em bắp không thấy đâu. Cỡ 2 kg ăn được hiện. Chứ nhiều quá. Cỡ đây lại 2 kg còn cái thịt cho được. Cái này bỏ sao? Bỏ. Mời em nha. Ngon rồi. Rèn cổ đâu mà nhà đừng nói. Cái thịt vi nó ngọt thôi đừng nói. Còn này nước nhiều lắm. Cắn dùng cái nước ra ăn đó. Hồi qua dưới trời đâu. Quay luôn đây nè. Cái đây bỏ mà. Vậy ta anh Hai á chứ. Thôi quay đi chứ. Không thể nào hết con cua đang níu anh. Rồi mấy cái lá xanh là cái càng nha. Bây giờ nhiều quá rồi. Mình giao luật lại cho anh em nha. Nhiều quá rồi, bây giờ mình đưa mấy cá mà nó cố rồi bạn, mình bỏ cái lá cây là cái đấy là cái chân luôn nha. Để cho anh Hai khả năng cao. Vậy mà. À vậy mà cá chắc anh phải dễ. Sợ gió nó bê. Để gió nó bê lá chứ không phải là mình dễ gì trúng được mà đâu phải dễ canh đâu mà. Không, bây giờ không có lá gì, cái đấy nó cố rồi mình biết mà. Wow. Đấy. Rồi cái chân đấy bạn. Mà bán em ăn. Ủa thịt mà nó dính vô đây biết nó dai rồi nè. Ủa sao càng anh Hai có bao nhiêu đá ta? Còn cái này không bỏ rồi mà. Bỏ rồi mà. Bỏ chưa? Ủa thịt nó ngon như là. Bỏ chưa? Cho bỏ không sao? Đi, cho bỏ không đi, lơ lơ. Ủa. Cô hồi nãy bà kêu à, cua mua biển vợ. Hấp cái nước này để nó chảy hết nước uống. Chưa. Ừ, vậy nó mới đỡ chứ, rít cho nó đỡ luôn. Rít như rít cục lào rồi chứ. Hay là cua đây mẫu đang ở mẫu nước không? Hay cua đang ở nước khác ngon không? Xem đi đâu. Bỏ chưa? Ê, được anh Tài. Bỏ cái đây anh Hai, bỏ này bực. Ui thịt nhiều vậy, bỏ uống anh Hai. Bỏ uống chi vậy? Anh Hai bỏ mà. Thôi Toàn, làm luôn Toàn. Mà cái dài nha. Wow, mấy thịt nó bự dài mà bỏ uống trời. Ôi trời trời bỏ. Wow. Wow, uống luôn cái dài nha. Wow, miếng thịt nó ngon quá chứ. Bỏ vô, bỏ đó bỏ. Anh Hai xeo. Được, để cho đây. Để này nè. À, cầm nguyên cục luôn này. Đem qua cho cảnh này. Rồi cái này xem cái miếng thịt nè. Wow. Ăn mới cho khán giả thưởng thức. Đúng là như sức mình tưởng tượng gì. Có cơ hội quay King Grab ăn miếng nó bù lại mấy King Grab kia ai thì cũng buồn. Này giận mê tắt rồi. Thôi làm quá đi mà. Ủa anh Hai, bây giờ anh quay xem ở đây, anh quay cái loại qua anh cầm máy cho em với em ăn có một hai cái mình em ra đầu. Loại cũng đâu được đâu. Không loại nào. Thôi tới đâu kịp. Đỡ sao kịp. Ủa ngon vô. Nó báo điềm gì sao. Đây như anh Hai anh vào đầu đỡ đâu kịp đâu. Hôm nay qua về tới nhà thấy cái điềm xui. Mà nay tới đây thấy cái điềm hơn. Anh làm anh Hai. Lâu quá anh Hai, Toàn nó xỉu bây giờ. Anh ơi. Wow, Toàn nào két, nó két đồ không, nó cũng đấm mỏi mệt kìa. Bình thường ăn một chân không đủ, có đủ điện. Cảm ơn Toàn. Lấy làm két rồi. Toàn black, Toàn két cua không chứ không ăn được cua. Không, bây giờ là dễ trúng lắm Toàn. Mà Toàn mà đen nữa thâu á. Toàn nếu lần này nó loại nữa mới đẳng cấp, đẳng cao của chứ nó cái dịu á. Thôi giờ không còn ao ước gì kia người láp nữa. Càng vi yếm mu rồi. Anh Hai kêu rồi, bây giờ anh Hai cũng được. Đủ hết rồi, mãn nguyện rồi. Đi, bây giờ đi đa cũng được. Giờ có chuối xanh rồi ăn ngon. Rồi vô Toàn ơi. Đi nghe có mấy buồn nha. Rồi quay luôn. Bây giờ mấy bạn qua lại. Bây giờ tôi chặt nữa đâu. Tôi nghỉ luôn á. Anh em giở tay lên. Giở tay lên chơi. Giữ nha. Để tôi chặn lại cho ông vô cái càng chứ. Rau ví dụ nha. Cắm đi Toàn ơi. Vậy nó ngọt lắm. Anh nghĩ là cái mình thì nó mềm hơn. Em nghĩ cái mình thì nó mềm hơn. Nó ngọt hơn cái chân với cái càng. Không. Có nước. Nghĩ con cua này quá chất lượng nè. Đẹp không? Đặc thiệt luôn mà. Ok.
sai, cát ra dùm cho toàn bà lét vậy. Thấy thịt tráng không bạn? Quá đã nha. Ê, mà anh không biết có phải là do ông bán cho anh em mình không biết anh em mình cái ông lựa con ngon không? Để bữa nào mình giả danh đi, mình lấy cái Facebook của anh Hải hay ai đi, mình mua nha. Nha, để thử ông bán có ngon không? Không, người ta bán ngon là ngon rồi, người ta bán dở là dở. Đúng rồi, tao bán quan tâm mà. Bao em 100% luôn mà. Nó phải thiệt chứ, nói chung là nó làm. Bằng siêu kéo nha Vũ. Wow, cảm ơn Vũ nha. Rồi, ăn cái đây đi, đưa tôi két cho. Lỡ đâu. Còn này nó hơi ngợp, nếu nó còn sống nó mới đẳng cấp nữa. À, còn sống thôi chứ. Sống mắt. Mà người ta chắc mới ấy rồi, người ta chắc ấy cho mình. Đúng rồi. Cua này chắc ngủ. Wow. Ui, có đất đen. Cua giờ mới là cua chi. Mình không biết con cua này nó mấy năm tuổi rồi mà sao nó cứng như nè. Cái mình về mà tôi với còn ăn cái mình em nở con cua nè bữa cái mình nước không có. Ông nào đi, ông nào kêu thử thách con cua 4 ký rưỡi ăn hết đi, tôi mua về. Không. Anh Hai. Dám không? Anh Hai á, anh Hai. Cua bữa ốp mà, ốp mà dám gì. Ốp dám mà. Có chừng tầm có 2 ký thì được chứ còn 4. Ai dám đăng ký không? Ăn một cái để. Wow, cục thịt này mấy bạn ơi. Đưa vô chấm nha bạn ơi. Đậu cây yếm với cây gạch nó đó. Mọi người đủ đủ. Thôi để tôi gỡ ra cho ông ăn luôn nha. Tôi nhanh đi, tôi nhanh. Làm cho nhanh rồi. Tôi quay tôi kiếm cái càng chi. Vũ nãy chứ ăn gì luôn hả? Kiếm gì? Còn lâu chân lâu không à, còn chân không hết càng rồi. Kiếm cái chân chứ quê. À Vũ nãy ăn được một cái gạch rồi mà. Ăn gạch rồi. Ồ. Không ăn đi mình ai cũng ăn được hết rồi. Nhưng mà Vũ nó chưa biết cái thịt, đúng không? Hồi nãy là mình là chưa biết cái gạch, còn Vũ chưa biết cái thịt. Tao chỉ nó còn kế vậy tao. Vũ, cái này dính gì à? Dính gì? Cái này. Anh này. Há miệng ra đây. Không. Ôi sướng rồi chứ. Ê, bà cô nè, bà vô nói chồng kêu anh này. Mấy kia nó mua ở đâu bên kia anh qua mua giùm em con á. Thì nó không thấy luôn à. Nói vô mà con cua á. Nó ngọt cái bị đắt cái thanh luôn. Ngọt, ngọt đắt thanh. Wow. Ăn kiểu này còn nhiều nữa anh em. Sao nó thịt nhiều quá ta. Cái mình đây không tầm có 4 lạng nữa mình. Nhiều quá trong chỗ nào. 4 lạng thịt có đó quá trong chỗ nào. Con này mình nó đâu thấy nước gì đâu. Quá trời. Chắc thịt cái nước đâu vô đâu. Mà nguyên xi thịt đúng không? Vũ cắt không mỏ tay luôn mà. Ai thì tối đi vòng vòng qua đường á. Phí luôn ha. Chị mấy ông mới nhờ ông ở đi vòng qua đường chi. Nếu mà mấy người mà bệnh ăn ở đây vô con cái chắc anh thấy ngay phí liền rồi ha. Cơ thể nó hồi sức liền á. Không. Ăn từ từ chứ ăn nhiều quá là vô cái cơ thể mình nó đang nó máu bệnh á. Bị thương thật á. Mình tiếp không tiếp nhận không được là không hết được là quá nhiều bạn. Quá trắng là trắng quá nhiều. Cua đây mà nếu ở đồng mà nó có nhiều bắt sướng ha. Con đem đi xoài ngon hay. Cua đem đi xoài bắt nhanh nó đâu chạy nhanh đâu. Cua đây mà con còn sống thả trong cái hồ nuôi thấy hiếp. Không nó ở nước mặn. Ba đạo nó ở nước mặn mà. Chè nó biển lấy. Không còn gì để nói luôn anh ơi. Chở nước vậy. Trong mình thấy con King Crab đây là ok quá tuyệt vời. Tôi trong vô cái gì bây giờ còn cái gì thì vô tôi ăn hết á. Ngon quá. Chân đi bỏ. Còn cái chân đi giờ bỏ anh ơi. Bây giờ nó vô giải mà ráng làm luôn coi. Ừ vô giải mà để mày đăng cấp á. Đây còn mấy cái quy ta? Mấy cái chân ta? Còn hồi nãy tao một tao một cái chân. Rồi cái chân nữa, hai cái nữa phải không? Còn bốn cái nữa, bốn cái nữa. Bốn cái nữa. Ba cái. Ba cái nữa, ba cái nữa. Cho bà tám cái rồi. Còn má một cái không? Là ba lần chơi nữa. Wow. Còn đây vô nó bị dương quá nha, mà mình cũng làm thêm mấy càng. Tao của mình đưa lên toàn bưng ở dưới luôn toàn, quất cho nó nhanh. Ủa Vũ nó bị dương quá càng to hay càng nhỏ vậy em? Càng nhỏ. Cái càng to còn nguyên lại mà. Mời nhau nha. Wow, làm luôn đi. Ừ, cái đó được luôn. Ăn rồi, ăn. Có ông táo này, tàu này cái đó có một hoàng đi trên bùn sơn không làm gì. Chứ đường nào cũng đi cái đực. Cái đực. Vẫn thèm nha bạn. Ăn rồi mà vẫn thấy nó ăn vẫn thèm anh hai ha. Hay thiệt. Dạng thấy ngon. Quá không? Cái nước nó ngọt quá ha. Đưa về khoảng cơm luôn, no tới ngày mai luôn. Trời ơi. Bây giờ nó ăn, thằng mình nhịn thứ, mình thử mình nhịn đó được mấy ngày ta. Ha. Mình ăn xong mình nhịn đói thử mình nếu mình uống nước này mình nhịn được 4-5 ngày chứ. Đấy là mình vẫn còn khỏe chứ, mình nhịn mà mình vẫn còn khỏe. Không thể nào đâu. Nhịn lâu quá là búng rũng tay chân luôn á. Wow. Vô vô ơi. Trời ơi, cơ hậu uống nhiều. Quá trời luôn. Wow. Dạ trời luôn mà. Gạch đi xong bỏ vô trời. Bỏ luôn. Bỏ vô đang rồi đúng không? Đâu. Vô quay đó. Có lỗi không? Không. Đây lên. Đây nó nhiều phải bỏ ra bớt để có thêm từ loại. Đường nào cũng vô chân là Vũ ơi. Cái gì đây? Chân. Chơi đầu, giải mò. 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 Giải mò chứ anh nhìn mà. Hiển vô Hiển. Còn mò. Giải mò. Cố gắng đi. Wow, chứ giải mò đâu. Ê, hay là bây giờ bo đi mình anh em quay hết người đủ bo cá ăn một lần luôn đi. Không chị. Đúng không? Giải cho nó vui đi. Ăn chung chung vui luôn. Quay hết đi. Chân. Đưa đâu cũng chân mà. Một cái, đâu. Một cái, để tao hai.
Ủa anh mới quay hả? Ừ, ừ. Rồi tới đây. Còn mấy chân nữa? Còn hai chân. Còn hai chân nữa anh hàng. Có cái tụi cái coi vũ hay bắt á. Anh đừng có mẹ không? Giấy mà. Giấy mà. Giấy chứ anh ấy. Bây giờ cái chân thôi anh cứ đòi giấy mà. Còn hai chân rồi. Cảm ơn. Ác quá ông đẹp ơi. Giấy mà sẽ có cho dù. Ông đây mà ông làm quà trước thì chặt đói luôn. Rồi. 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 Chân. Ai thấy như vậy? Là mình. Mình vẫn được cái chân nha bạn. Mèm loại cái này vui rồi. Anh hai kia giờ loại đâu cần nữa đâu anh hai. Tí rồi mà loại nữa. Anh hai anh còn muốn ăn nữa mà. Xương. Anh giống Trung Quốc ghê lắm. Loại. Rồi. Quá 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 quá. Ai vậy? Quá. Ai vậy? Loại. Tao tao tao. Tao á. Tao loại. Tao cầm quay vô trong. Vô vô. Kiểu gì nè. Vô anh cầm lên thì anh đang cái càng đâu. Anh đang càng rồi. Mình kia đang Ai biết giơ tay lên. Ai biết được quá được thấy là trái này. À, anh em biết tên gì bình luận cho mình biết nha. Đây trái đây một tuổi thơ dữ dậu này. Ngày xưa tôi cũng ăn cái đây biết rồi Hiển ơi. Thử bây giờ là cái mùi vị ra sao nha. Hơi bị ngọt ngọt mà đen đen á, đúng không? Cái mùi nó hơi nồng nồng một tí. Ăn chạm nó cái miệng nó đang thui thui lùi à. Nó lợ lắm. Lợ. Mùi ngọt lợ. Anh biết trái tên gì không? Dạ, anh em ơi đây cái càng của mình luôn á. Càng cua chứ sao tôi. Càng mình. Phút cuối là tôi vẫn còn hay nha Toàn. Đúng rồi Trọng, đúng rồi xấu hình đỡ không kịp. Thời tới đỡ không có kịp đâu. Đấy, thấy chưa. Ghê. Đúng rồi, thời tới. Đúng bài. Thời tới rồi đỡ không kịp mà. Đúng vậy. Nguyên cầm nguyên cái cục già đây nữa mẹ. Rồi. Ê, bữa nào mua con này nó bung riêu ăn thử ra sao trời. Sợ nó uống gì. Uống phí. Phí sao cũng ăn biết chứ. Mình em nha. Phí gì em mình lẹp thịt rồi. Mình cũng ăn trong miệng mình chứ đâu em. Mình phải cho lạ cho. Mua bánh nấu bánh canh là được. Mời em nha. Chào. Ba đêm em. Vũ. Nó to quá em ăn không hết một lần luôn. Vũ nó chưa ăn miếng thịt nè ta. Vũ làm miếng thịt chưa? No. Vũ chưa có miếng thịt nè. Cuộc chơi vậy nó mới hay. Làm sao? Ít bữa nữa mua con sao đi. Bốn con về ăn luôn lần. Tò mò vậy mới ngon hiểu không? Ngọt lạ lùng á. Tôi thấy con cua đây ngon, tôi không miếng tả nóng á. Kéo là kéo rồi chú mày. Cảm giác nó muốn chóng mặt á. Đó. Y nó bị say đạm á này. Nó dính sơ thịt, nó dính luôn nha anh em. Giờ để cắm mạnh vô nha. Ăn nhiều quá để người hai người tôi với Toàn đang phỉ phỉ rồi hai người vừa cho nó uống gì. Uống xe hả? Xe. Lỡ xe đạm xe đồ là tôi hái nước dừa cho nó uống để mệt sao. Đó nó còn nguyên tảng luôn em. Dai sật ngon nghe không? Anh Hải anh cũng có thể mạnh với hồi nãy anh ăn cái chén gạch kia rồi mình ăn được nữa. Mình ăn có nửa cái càng à. Thôi ba ông đấy mà. Ba ông đang đấy. Cảm giác ấy nó muốn xay ra nhức đầu luôn á dữ nè. Thôi cái càng. Cái chân mình thấy ngon, công nhận ngon, nước ngon thiệt. Làm kì nha. Nó ngọt mà dễ chịu làm sao á. Cái ngọt dễ chịu làm sao chứ. Dễ chịu làm sao miếng nữa bạn. Đáng yêu ghê. Sướng ghê. Ông Hiển bì ông ăn cái chân ông review lại một lần nữa thôi. Ông cảm giác là sao mày? Nhiều quá. Wow. Anh muốn ớn luôn mất á. Thịt đây nó còn nó dai nhách mà còn cua kia mình dở rồi nó tự nó rớt thịt mà. Đây anh còn chật chật rồi. Anh như một mấy rồi. Không, nay mình đi mình ăn một con cua gần 5kg rồi sò rơ. Đủ quá. Quá chất lượng. Ớn luôn á. Thật sự luôn. Nếu mà các bạn đúng không? Anh em gia đình mình 5 con cua đây đâu. 4 5 người hết không cua đây đâu. Mua một con cua cũng 3kg là ăn vừa. Anh hai ớn chưa? Chưa. Nếu một con cua đây anh em mình ăn là vừa. Anh một mình ăn không á. Nếu do thì... Vũ ăn ít này, nem anh em mình ăn là vừa. Đúng không Vũ ơi? Thôi mình chia gạch chia thịt ra. Đúng rồi là vừa. Đều ạ. Còn mình ăn và nó có người cái này, có người cái kia. Chịu như nay anh ăn và là trưa nay về anh hai là khả năng dạ cho anh cũng làm vài ba những người. Ê, mà. Ở quê mà sao cúng người ta không thấy người ta đãi kiên grab đi. Còn đây. Trên bàn ha. Trời. Chắc người ta đi cúng đồng nha. Người ta cúng vậy mới đồng nha. Wow. Cuối cùng anh em. Wow, anh em ơi, mình ăn ít mà mình cảm giác hơi bị mệt đó. Nó đạm nó dư đạm nhiều quá các bạn ơi. Dư. Cảm giác sao anh hai có sao? Phải không? Nó nói chung là thấy cũng mơ là nó có chất dâu á. Nó no chúng ta. Nếu mà trong team anh em mình khả năng á, anh hai là người ăn hết được con cua kiên ráp này. Chưa đâu. Khả năng anh hai anh ăn cơ thể anh tốt, anh ăn hết đâu. Được. Như anh em mình không thấy được. Nếu mà con này 5 kg thì tạm giá kệ, thịt dưa nước nha, dưa gạch nha. 4 kg quá. 3 kg rưỡi. Thiệt luôn. 3 kg rưỡi. 3 kg rưỡi chắc cú luôn. Ăn mừ tô bún rạm mà xe như đậu xe rượu. Anh em ơi. Khó ăn lắm. Mình xin tạm dừng clip tại đây anh em. Vẫn như lời hứa. Có một người loại trong này là trận đầu tiên. Sẽ toàn nữa. Cho nên lần sau mình quyết định là mình sẽ không mua con cua kia như ráp nữa anh em. Ủa? Cái gì vậy?
Để nó mua bốn con. Thì hồi nãy em kêu có một người loại mà. Để hai người. Để hai người loại. Để không mua. Mua hai con. Mua hai con. Đâu? Định mua bốn con, bây giờ hai người loại là coi như hai con từ một nữa chứ. Mua mà. Sao không được. Giỡn như lần sau anh cố gắng, anh em yêu quý like. Để cái kênh anh em có động lực mình sẽ mua bốn con kia ráp về cho anh em thưởng thức một bữa cho hoành thị tráng nha bạn. Chào anh em nha. Chào anh em nha.